thân mến, chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Thì sau nhiều ngày chọn máy và sau những cái nỗ lực chọn vất vả của anh ấy, thì một ông chủ trẻ ở Lang Chánh Đồng Lương đã ưng ý con này rồi. Thì bây giờ anh em chúng tôi đang đứng có mặt tại đây để chờ giờ đẹp và chờ phọc để chuẩn bị kéo về Lang Chánh Đồng Lương, một vùng quê của ông chủ trẻ tuổi đây. Đấy, ông chủ trẻ tuổi về bản. Đấy, về bản. Cho em về bản bao giờ lấy đấy anh? Bây giờ đấy. 3:15 là lên xe. 3:15. Bây giờ là anh em mình sẽ đứng đây đợi phòng đúng không? Anh test thử kỹ rồi chứ? Ok rồi. Ok rồi đúng không? Bây giờ kéo đấy. Một ông chủ sau nhiều năm đi làm tích góp vốn, một ông chủ trẻ tuổi của đất Lang Chánh Đồng Lương. Đấy. Lang Chánh Đồng Lương đây. Anh đã chờ phòng. Mấy giờ rồi nhỉ? Mấy giờ xe phòng được chưa? Chắc là phòng 3 rưỡi. 3:14 rồi. Đấy, phọc đây rồi các bạn này. Đấy, như vậy là phọc đã tới đây rồi. Bây giờ là chỉ đợi thêm khoảng 2-3 phút nữa là anh sẽ tiến hành là leo máy lên phọc để chuyển về Lang Chánh Đồng Lương đúng không? Rất Lang Chánh. Đấy, công tác chuẩn bị đợi giờ lại tiếp là anh leo luôn nhá. Leo từ từ thôi nhá. Lúc nào leo thì bảo họ hạ cầu xuống. Lên chưa? Không chưa? Chắc tầm 2 phút nữa. 2 phút nữa à? Vâng. Rồi ok, vậy thì lên luôn thôi. Đi xe con đâu? Dạ. Không, anh ấy đi cùng phọc về. Em không đi cùng hả? Không, em không đi cùng. Quen. Quen. Hôm nọ anh chả trở về Thanh Hóa Sầm Sơn còn gì nữa. Ờ, đấy. Đúng không? Sầm Sơn. Đấy. Đúng rồi. Hôm đấy em ở đấy mấy ngày mới về đấy. Đúng rồi, FLC. Lại hay cầm cái này nữa chứ, đúng không? Đây, phọc nâng đầu rồi. Anh xem được giờ chứ, anh leo đi. Đây, xem giờ giấc, cái bây giờ là phọc nâng đầu đã nâng lên rồi các bạn này. Chuyển máy xúc Doosan RX55MT ACE phiên bản đời 2013 lên phọc về đất là Lang Chánh Đồng Lương. 15 rồi. Anh chuyển hướng là vừa đấy. Leo khéo nha. Anh tiến lên đi. Anh ơi, Quyền ơi. Quyền ơi, tiến lên chéo vào đây. Rồi. Doosan RX55MT bản full option ACE đời 2013 về Lang Chánh Đồng Lương của ông chủ trẻ. Sang bên kia. Không, lùi sang bên kia, chéo, kéo kính ra, kéo kính, kéo kính. Anh kéo kính ra, kính, kéo kính này ra. Kéo ra, kéo kính. Đấy, rồi lùi đi, lùi bẻ lái sang kia. Bẻ lái đi, bẻ lái. Rồi, rồi. Lùi nữa đi, lùi sâu vào mới bẻ lái được, lùi sâu vào. Lùi nữa đi. Lùi nữa, lùi ra đường luôn. Thôi được rồi, quay đi, bẻ lái đi. Bẻ lái đi, bẻ hết lái luôn. Ôi, tiến này đi thẳng luôn, Rồi, bẻ lái. Đây, bàn giao máy xích đây bạn ơi. Đấy. Sau nhiều ngày hai anh em vất vả đi tìm thì cuối cùng đã lựa chọn được con máy này. Rất đẹp và ưng ý. Đó, cứ lên đi. À,
Đấy. Di chuyển lên lên phò để lăng tránh các bạn này. Đấy, đang chỉ cho anh leo này. Đấy, anh chưa leo quen này. Đi một bên thôi. Tự mình đánh máy lên. Wow, wow. Chuyển máy xúc này bạn. Đấy, như vậy là đã leo lên và hạ phọc xuống các bạn ạ. Thì bây giờ các bác tài xế xe phọc sẽ phải là chằng chéo con máy này để cho nó giúp cho nó chắc chắn, rồi bắt đầu sẽ chuyển về các bạn ạ. Đấy, đang quay vào trong. Đấy, sẽ quay ngược máy lại này. Quay nữa đi anh ơi. Đấy. Tiếp tục quay. Đây, tiếp tục quay để kéo di chuyển máy về. Từ đây về chắc khoảng tầm 300 cây. Nên là phải bò lên và di chuyển để họ chẳng chắc chắn lại. Đi thẳng luôn. Chậm thôi. Rồi, hạ ben xuống, ben. Hạ ben xuống. Hạ cái ben xuống. Tí nữa. Rồi. Rồi. Đấy. Bây giờ là chỉnh chọt nốt vào này. Hạ xuống. Tay nghịch. Tay nghịch được không? Hả? Mở gầu ra. Rồi. Ngửa đây, ngửa nữa. Thôi, cắp cần vào. Tay trang bên trái vào lòng. Đó, đây bạn này, bàn giao cả giấy tờ luôn là để kéo về này. Được chưa? Có cao quá không? Đóng hết kính lại anh ạ, đóng kính lại. Đóng kính ở bên kia lại. Đấy, thì bây giờ là các bác lái xe sẽ tiến hành chằng chéo con máy này cho nó cẩn thận lên chuẩn để khỏi đi đường nó bị rung lắc để kéo về các bạn ơi. Đây là bộ giấy tờ, bàn giao giấy tờ luôn. Đấy, anh xem giấy tờ đầy đủ chưa. Đây, cả giấy tờ xem kỹ đã nha. Đấy, bàn giao đầy đủ giấy tờ các thứ đây. Chưa giấy tờ à? Lấy mới lấy tạm đây thôi à? Mấy hôm nữa gửi giấy tờ về à? Hôm nào có giấy tờ trong. Đấy.
Bây giờ sẽ kéo con máy này để về đất Lang Chánh Đồng Lương các bạn nhé. Chúc ông chủ trẻ tuổi Lang Chánh Đồng Lương làm ăn may mắn và phát đạt. Đấy, bây giờ video của mình xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy chia sẻ video và đừng quên nhấn nút subscribe kênh YouTube để nhận được nhiều video hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo.